Cathy Hà xin mến chào quý vị. Hôm nay Cathy làm một món mà mình rất là thích ăn, đó là một món cà ri. Mà cà ri này đó mình sẽ ăn với hủ tiếu dẹp tươi Cathy thấy ngoài chợ. Đó là quý vị thấy đây, đây là sườn bò. Cathy có khoảng chừng 1 pound. Xong rồi bột cà ri cũng giống như là cà ri ở trong cà ri tươi ở trong cái hộp, nước cốt dừa. Cathy có đây là cải ngọt nè. Xong rồi nấm shiitake, nấm đông cô, tí xíu nấm rơm, lá quế, ớt màu cam, hành lá. Đây là hủ tiếu tươi mà nó dẹp. Và mình xài nước cốt gì? Cathy xài chicken broth. Nếu mình có nước bò thì cứ xài cũng được. Nhưng mà Cathy có đây là nước cốt gà, tại vì nó dễ tìm ở ngoài chợ đó quý vị. Cathy muốn làm cái này đó thì nó cũng đơn giản, là tại vì thịt sườn này đó, để mình làm cái lèo cho nó thơm ngon, thì trước tiên Cathy sẽ để vào tép tỏi nè, cho thơm nè. Một muỗng cà phê cà ri, bột cà ri Cathy có sẵn đây. 2 muỗng canh nước mắm nhỉ. 1-2 muỗng canh. Cathy để tí xíu đường. Và đừng có quên là tiêu đen. Cái tiếp thì là Cathy làm cái này là phần củ hành trắng nửa cái. Cathy sẽ để tí xíu tỏi nữa đây. Rồi mình cứ đập ra như thế này. Cathy để tí xíu dầu cho nó bị khét. Bây giờ là mình để vào đây. Cái này là thịt bò nên nó cũng khá nhanh. Rồi có mấy cái cục xương này đó, hồi nữa mình nấu với nước lèo, nước thì nó sẽ ngọt. Để vào luôn như thế này. Ở trong đó còn mỡ dầu đó, mình khỏi phải để thêm nữa. Rồi mình để medium 2 cái hộp cà ri này ra. Và kế tiếp thôi thì để đây. Rồi mình cứ để lửa medium 2. Bây giờ mình để đây là nước cốt gà vô đây. Đây là 4 cup. Bây giờ cái cục này quý vị thấy ở đây đó là cái này là cốt bò, mà cái này là hiệu của Mỹ, Cathy mua trong chợ đó. Nước súp tặng cho nó đậm đà hơn, mà cái này thì mùi bò. Tại hôm nay mình làm thịt bò. Cay, mặn mặn. Cái nấm này Cathy sẽ cắt làm đôi. Xong rồi mình để vào nước súp nè. Xin lỗi, không phải làm đôi, làm tư. Cái ớt màu cam này, bell pepper, Cathy cắt ra luôn. Nồi súp luôn. Đó, mình thấy sôi sôi rồi, ok. Nước súp rất là đậm đà. Bây giờ đến cái phần mình để vào cái sườn, để sườn được nấu thêm một tí xíu và cái xương nó ra nước ngọt cũng giống như là đậm đà của cái phần thịt bò thì để vào luôn. Và hồi nãy mình có cái nước sốt nè, mình chế vào. Đó, mình thấy đây. Cái này thường thường mình cho rượt suốt khoảng chừng 20 phút đi, xong cuối cùng mình mới để nước cốt dừa. Alright, để Cathy làm tiếp á là cái cải này. Cái cải này mà non mà, nên mình cắt làm tư, cọng và lá luôn quý vị. Mình để đây. Cái nấm nè, lặt ra 2-3 cọng đi, xong một hồi nữa mình để vào. Còn cái phần này á là hành lá, Cathy chỉ cắt mỏng mỏng để đó. Cái nãy mình nói đây,
cốt dừa là dính nè, nó phần đặc mà vẫn còn riu riu, mình cho nó tan ra cái nước dừa cho nó béo lên. Ok, bây giờ nước sôi đã xong, bây giờ Cathy để vào 3 vắt nè, mình làm nhẹ nhẹ chứ hồi nó bị dễ mà bị bể. Quý vị ơi, 8 phút đã xong và mình lấy Cathy để tí xíu dầu vào cái nước đặng cho nó không có bị dính đó. Bây giờ mình có thể lấy cái tay xong rồi mình bấm vào cái miếng mà hủ tiếu này để xem nó chín hay là chưa. Và đã chín rồi, bây giờ Cathy lấy vừa bắt nó xuống. Ui dạ, rồi Cathy để bên cái tô này nước lạnh nè, cái này mình cắt ra cái ngọt xong rồi cái phần mushroom. Mình làm như thế này thì những rau cải nó được xanh nè và cũng được ngọt nữa. Bây giờ lúc mà mình lấy ra đó thì quý vị thấy đây, Cathy sẽ làm một tô cho mình lấy vài miếng đó. Xong bây giờ đó Cathy sẽ để nước lèo lên cái màu cam của bell pepper rồi hành trắng nữa. Ồ, quý vị ơi, Cathy rất là đói bụng đó. Nãy giờ mới được ăn mà được cái là cái súp này là nửa tiếng là xong. Mà chỉ có ở Cathy Hà nấu ăn nha quý vị ha. Mình có một tô cà ri sườn bò với hủ tiếu dẹp. Mình thấy cái này là nó dẻo là dẻo nè. Ồ, giờ Cathy ăn thử nha. Ăn thiệt. Cathy mong quý vị thấy cái món này hấp dẫn đến nỗi mà sẽ ra chợ mua vài miếng sườn để làm một nồi cà ri hấp dẫn như Cathy đã làm đây quý vị ơi. À, tí xíu nữa là quên, Cathy muốn mời quý vị đến website của mình, đó là www.cathyhacooks.com để quý vị xem những cái nguyên liệu của cái món của hôm nay ha quý vị ha. Bye bye.